Tôi điểm danh nha. Nhật Phương. Giáp Phê. Hữu Đoàn. Có hả? Minh Thư. Minh Thư bật cam lên. Minh Phúc. Quốc Huy. Minh Đức. Có Rồi bạn Tùng xin phép cô đi trễ. À, sửa bài nè. À, mình học bữa nay là buổi thứ tư. Sau khi mình học buổi thông thứ sáu thì buổi thứ bảy mình sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Cho nên là các bạn học bài, cô dặn luôn là mình sẽ về ôn lại khi mà kiểm tra đánh giá năng lực, là mình sẽ học hết bài số 3 nhé. Mình học 1, 2, 3 xong rồi cô sẽ cho mình làm bài kiểm tra. Cho nên tất cả các từ vựng mà mình học được trên lớp mình đều phải xem lại hết nha, bao gồm cả ngữ pháp luôn. Các bạn đọc sách ra nè. Unit 2 exercise D, 1D page 17. Bài D trang 17 đó. Người ta yêu cầu mình là tìm cụm từ đồng nghĩa. Ở trong này cô đã cho mình gợi ý rồi. There are four sentences which match the meaning from one to four. Mình có từ đồng nghĩa rồi. Cô cho sẵn rồi. Giờ các bạn nối cho cô nhé. Cô cho 2 phút. Nhìn lên màn hình nối nhé. 2 minutes starts. Bài 2D trang 17. One minute left. Một phút nữa nha. Ok, thank you. Number one, Quốc Huy.
Con nghĩ là một một là cái how are you, how are things, với cả how are you doing ạ. that's right. Number two, Don. One ago là recovering from the jet lag. That's right. Book number I sleep quite well. three. That's right. Nhưng mà cái từ này mình sẽ đọc là slept. Cái cột một của nó là gì Phúc nha? Cột một của nó là gì Phúc nha? Là con mới đọc đó, con mới đọc từ đó luôn á, là sleep. Left. Còn Yes. cái cột hai của nó sẽ là slept. Step. Slept. So the last one, no worries, it's mean. Còn từ còn lại thôi ha. Rồi các bạn viết bài vào. Viết bài vào nhé. Exercise 1D page. Không cho 3 phút nữa nhé. Huy hôm bữa viết bài ghi âm bị thiếu, ghi âm bị thiếu nhé. Tất cả những bạn khác đều ghi âm cho cô rất là dài luôn. Huy ghi âm Cô chỉ có một phần ý thôi. như là thiếu cái phần ở bên 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 unit một của. Đúng rồi. Bởi vì từ rất là nhiều luôn. Trên lớp mà cô cho mình đọc đi đọc lại là mình không còn thời gian đọc bài nữa. Cho nên mỗi từ cô chỉ cho mình đọc một hoặc là hai lần thôi. Về nhà cô phải ghi âm lại hết. Cô phải bỏ thời gian ra, cô ngồi cô sửa âm cho mình á, để mình đi thi âm không có sai cái âm. Mình không nói được là một cái vấn đề khác. Còn mình đi thi ngữ pháp thì phải có từ vựng. Và ngữ pháp, từ vựng thì nó có 5 câu cái phần mà phát âm. Nếu âm sai thì không ra được cái đó đâu. Cô phê bình đòn nha, hôm nay gửi bài sớm quá, chấm bài. Lần sau gửi bài sớm nha đòn nhé. Lần sau mà gửi trễ là cô cho chép phạt nha. Cái bài tập về này là con gửi hôm qua mà cô. Thì đúng, nhưng mà cái phần ghi âm nó cũng là bài tập về nhà mà. Hôm nay cô gửi rồi, lát tới giờ học sao cô chấm kịp. Hay là không muốn cô chấm bài, đúng không? Không à. Ghi âm nó cũng là bài tập về nhà thì cô không phải gửi sớm cho cô chứ. Vâng. Rồi, cảm ơn. One minute left. Một phút nữa. Bạn nào xong rồi nào, raise your hand to let me know, please. Thank you. We move to the next exercise. Look at exercise 12. Exercise 12. Crowded, what does it mean? Nhật Phương. Sao được là kiểu đông đúc quá hả cô? Con biết hả? Cô nghe À, không đợi đợi, sao cái âm nó nhỏ thế nhỉ? Nhỏ Nhật Phương vặn mic lên coi. Âm nhỏ thế. của con nó tức là cái cao lắm, nên là có thể nó hơi đấy. Cô nghe ổn không ạ? Cô nghe nhưng mà cái giọng của Phương nhỏ lắm. Nó bị nhỏ lắm luôn á. Nãy giọng của Đoàn rất là rõ luôn. Nhật Phương kiểm tra lại, cô lại nghe thầm là con không biết. Cuối cùng là con nói đông đúc đúng không? Trời, cô lại dịch nhìn cái khẩu hình miệng, cô lại đoán là hình như Phương nói là không biết hay sao đó. Ok. Đông đúc. Các bạn viết từ vào nhé. International, Đoàn please. Quốc gia
À, quốc tế. À, quốc tế, à, quốc tế. Ok. Local, đất. Địa phương ạ. That's right. Urban, Minh Thư. Minh Thư. Tôi bị đo màn hình rồi. Neighboring. Minh Phúc. Hàng xóm ạ. À đúng rồi, hàng xóm láng gì. Chỗ này mình thêm in cho nên nó là tính từ nhé. Tức là ở gần mình á. Number one. Number one, the world. Don't this. International. 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 Number two, Minh Đức. Neighborhood. Wonderful là neighborhood local shop ạ. Local shop. Number two. Hình như Đức bị ngọng âm N với âm L đúng không Đức nha? Ừ, chắc là thế. À, sửa lại ha, lưỡi là có đọc được mà, có đọc được chữ local mà, đúng không? Local, đọc lại là local. Local. Đúng rồi, đọc được mà. Quốc huy. Pact. Pact. Ok, cái Pact. gì đọc Pact. lại à, chưa được. Cô ba là ở đó. Từ đồng nghĩa với từ packed là gì? Crowded ạ. Crowded, các bạn nhớ nha. Hôm sau ra thi rồi ra là mấy từ này mà không biết làm là không có bài nhá. Nearby Nhật Phương. Nearby là gì Phương? Neighboring. So the last one, urban. The next exercise. Thư viện văn rồi. Cô cần phải viết mấy cái từ mới không cô? Viết chứ. Con viết rồi sao về con đọc? Chưa biết hả? Cho 2 phút biết nhé. 2 minutes. Con không viết mấy tờ này là về nhà không đọc, là vài bữa ra thi lại không có nhớ nghĩa đâu. Tại vì lượng từ rất là nhiều luôn. Một ngày cô cho viết cả gần 50 từ. Ủa đoàn viết vô vở mà sao viết cho trong tin nhắn cho cô làm gì vậy đâu? Ở cái vừa rồi cô ạ. Hả? Sao á? Có cái xong rồi ạ. Ok, cảm ơn. Xong chưa Huy? Next one. Number one, Minh Đức. Con thưa cô là A Hà Nội ạ. Hà Nội. Minh Phúc, number two. À, cô bấm sao nó ra luôn rồi. Ở Minh Phúc number 3. New New York. Huy number York. Con nghĩ là New4. Number 4. York. À, number 4 là
Ơ xe là của Không biết nữa, check đáp án nha. Cô đồng đó biết đâu. Anh đi ông Africa đâu mà biết. không có biết của Ok, so number 4A. Thư number 5. Cô không nghe luôn. Thư hỏi mẹ nhé. Thư hỏi mẹ cái đường truyền kết nối có ổn hay không. Nếu mà nó bất ổn thì Thư nói mẹ nhắn tin xác nhận cho cô vào trong group là đường truyền nó không có đủ, cho nên xin phép nói là mẹ có cho con tắt cam hay không, kiểm tra lại đường truyền internet. Được chưa? Nếu mẹ có mẹ nó xác nhận thì nhắn vào trong group cho cô. Hôm sau nói mẹ kiểm tra trước khi giờ học thì kiểm tra đường truyền kết nối lại. Thư nhắn hỏi cho mẹ rồi bảo mẹ nhắn vào group giùm cô nhé. Cô không nghe gì hết. Number 5. Hội An, so the last one. Nhật Phương. Tên nào là được xem là thành phố thủ đô đây? Rio, Moscow và Osaka. À, cái bài này nó chỉ là quiz thôi ha. Rồi. Moscow. The next one. Ok, nghĩ cho cô nào. Wonder. Wonder. Không nghe thấy Phương nói gì. Cô cũng đâu có nghe Phương nói gì đâu. Màn hình của Phương bị đứng rồi. Minh Đức, Wonder. Wonder Ai biết, Đoàn hả? đi lang thang ạ. Đi lang thang. Đi lang Google dịch thế mà cô. thang rồi còn đi đâu nữa? Đất ơi, đi đâu nữa? Đất. Mình đi tới đó mình Đi đi lang lạc thang ạ, à? đi lạc đi. À, thế ví dụ bây giờ là cô muốn đi du lịch tới New York rồi con đi tới cái nơi đó xong rồi cô đi lang thang à con? Đi gì? Du lịch ạ, du lịch ạ. Đi du lịch rồi mình đi tới cái nơi đó. Thế bây giờ là cô bay ra Hà Nội, cô tới Hồ Hồ Gươm ha, cô đi Wonder. Tham tham Qua. quan à, À, tham đi tham quan. quan, đi dạo nhé. Đi dạo nhé. Chỗ đi lang thang, khổ vậy. Temple. Đèn ạ. Đèn. Affordable. Affordable. Cái gì mà affordable là nó sao? Cô ơi, cái bún này bao nhiêu vậy? Có 5.000 Có thôi, thể chi trả. affordable. Đúng rồi, có thể chi trả. Có thể chi trả. Và mình còn có một cái cách nói nữa là giá cả phải chăng nhé. Được chưa nào? Reasonable price. Đúng rồi, giá cả phải chăng. Nó bằng nghĩa với từ reasonable. Reasonable. Reasonable price chứ cô. À, cái từ giá cả nó là cái cô nói là phải chăng nhưng mà mình không có biết phải chăng kiểu gì cho nên cô mới nói là cái từ này có nghĩa là giá cả. Còn từ reasonable nó bằng nghĩa với từ affordable. Affordable là tính từ, nó không có nghĩa là giá cả. Từ affordable có nghĩa là phải chăng hoặc là hợp lý. Cô ơi, phải chăng là phải chăng kiểu gì, Từ là nói về giá, được chưa lớp nào, là nói về đấy giá cả. ạ. Học lớp Nhật nhưng mà lại thành A3 hay A4 gì đấy. Tùy từng năm. Nó là phải chăng hoặc là hợp lý nha. Cái gì phải chăng cô đã nói về từ price, nói về giá tiền chứ không phải từ này có nghĩa là giá tiền. À, cho nên cô mới bỏ cái từ giá cả trong ngoặc là nói về cái lĩnh vực giá cả thì nó có nghĩa là phải chăng hợp lý, mình mua được, mình trả được. Wonder, temple, affordable. Quy number one. Con lê cô number one là ân 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 si ân của Chị ăn lá gì á? an cnt Chị đó làm sao? con không biết đọc Không biết đọc cơ sở rồi mà sao không không đọc không nghe lại? à, con có nghe lại nhưng mà con lại quên nghe đọc của Con nghe lại sao con không ghi lại cho cô? phải gửi lại cô bây giờ cô mới biết của
Hôm sau các bạn ghi mà âm nào sai là cô đã dành thời gian cô sửa âm lại cho mình thì mình phải ngồi nghe lại chứ lần sau cứ cô sửa xong vẫn đọc sai như vậy rồi cô sửa làm gì? Ancient. Chưa nào? Ancient. 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 À, đoạn nhìn như đọc kìa. Đọc lại đó. Anson. Ancient. Chỗ này có Hội An nha. Hội An là thị trấn. Phố Cổ cổ, ha, ancient, phố cổ đúng rồi. Minh Đức number two. Giải thích cho cô tại sao nhá. con giờ cô đang với chú là như là quan hay sao ấy, À, tại sao dùng quan vậy? vì thời tiết ở Đúng rồi. đó thì nó rất là ấm áp và nắng. Đúng rồi, có nắng thì là nó ấm. Minh Phúc number two nè. Comfortable. À, comfortable đúng không? Comfortable. Đang nói về khách sạn, từ đó mình sẽ đọc ba âm tiết nha. Comfortable. Comfortable. Nhật Phương, number four. Cô chỉ nghe cô hỏi cái câu đó thôi, còn cái đáp án thì cô không nghe. Lúc nãy Đoàn có nhắn vào group rồi, Phương nói Đoàn cũng không nghe, là không phải là do cái mic bên cô đâu, bên Phương á. Ok, bạn Phương lát đi nha. Huy, ủa Huy làm rồi mà. Đoàn nào? Đoàn nào? Final goal là helpful. À, helpful. Friendly and helpful đúng không? Thân thiện và Và gì? Ô từ này dễ mà mình không biết gì vậy đúng không? có Từ helpful hữu là gì? ích à, giúp đỡ Hữu ích. gì. À, hữu ích giúp đỡ đúng rồi. Hữu ích giúp đỡ. Huy cứ bị văng ra ngoài. À, Thư cứ bị văng ra ngoài rồi. Nhật Phương nào. Trời hôm nay lớp học bất ổn nha. Hai bạn cứ bị văng ngoài đây. Minh Phúc. Fanatic. À, có nghĩa là gì vậy con? Con không biết là cái đáp án này con lại trừ ra. À, con lại chơi ra. Lôi cuốn đúng không cô? Lôi cuốn rồi nó còn có nghĩa là gì nữa? Mê hoặc ạ. Mê hoặc rồi còn có nghĩa là gì nữa? Nó đó ha, mình đọc là fascinating. 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 Rồi, fascinating mình có một cái trường nghĩa của từ fascinating luôn á. Fascinating nè. Rồi nó có là gì? Interesting nè, rồi attractive nè. Đúng không? Attractive Rồi là thu hút dẫn, amazing. hấp dẫn. Đúng rồi, amazing nè. Mấy cái từ mình như nhau quá, cùng một cái trường nghĩa nhau quá nha. Amazing. Cô cứ gõ sai hoài. Amazing nè, rồi wonderful nè. Đấy, mấy cái đó đó đó. Mấy anh này là chung với nhau á. Hấp dẫn ha. Thu hút nè, hấp dẫn. VT là gì á Đoàn? Chỗ viết tắt sao cô biết? Viết cô ạ. Có phải viết không là sao? Về viết từ fascinating, attractive, amazing, về wonderful và không có. Nếu con không viết thì con nhớ không? Rồi hiểu ha. Có sự vai cái gì nó mới thì mình phải viết vào chứ mình không viết thì sao kiến thức mình lên được. Thư. Tôi sống xấu. Historic. 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 Nhóm âm hai nhá. Tức là gì đây? What does it mean? Chùa
Ôi, lịch sử. sử. Các bạn làm bài về nhà chép đáp án trên mạng là cô không cấm, nhưng mà khi đã chép rồi thì phải biết cho cô tại sao. Còn khi mà mình chép đáp án trên mạng xuống mà mình không biết nó tại sao thì giống như là mình không làm và nó không có một cái chút tác dụng nào cả. Được chưa nào? Historic, lịch sử, ngôi đền lịch sử. Ở chỗ này mình có thể dùng được từ ancient, đền cổ đó. Chưa nào? Câu số 7. Nhật Phương. Mà Phương rơi lại được chưa? Cô nghe con nói gì không ạ? Rồi, nghe rồi, nghe rồi. Cảm ơn, Nhưng hay mà quá. cô, bởi vì là con lại thích cái này, cái biết là con là thích hợp với cái cam, mà bây giờ con phải tháo nó xuống thì để con mới nói được, nhưng mà nó không có cam đâu cô ạ. Rồi, ok. Câu số 7 là local. À, local, dịch nghĩa là gì con? Tôi ý là local là những cái đồ lưu niệm của địa phương hay là những cái món thủ công của nó các Đúng thứ. rồi, đúng rồi. Rồi câu cuối cùng dịch nghĩa cho cô nè. Tổng quay lấy bài Closer Look One trang trang 18 đó Tùng. Rồi Đức làm cho cô câu cuối, dịch câu cuối cho cô nè. Con thưa cô là đi research ạ. Tại Vì sao vậy? những món ăn đường phố của Hội An thì rất là ngon và giá cả thì hợp lý. Đúng rồi. Ê, lúc nãy mà không ghi cái từ đó làm sao giờ này biết dịch cho cô đúng không nào? Từ cô cho là kiến thức mình chưa có thì mình phải ghi. Chừng nào mà cô từ này con biết rồi con ghi nữa. Bữa sau cô hỏi lại không biết cô ơi. Chế phạt 100 lần một từ đó. Được chưa nào? Rồi. Đồ ăn. Từ food. Thì mình sẽ dùng từ delicious. Con nên nhớ là đi thi từ rất là nhiều luôn. Con phải dựa vào những từ mình biết để đoán nghĩa những từ chưa biết. Mà cái từ nào con cũng biết, cũng không biết hết. Là lúc đó là chỉ có lụi thôi. Công sức học bao năm đèn sách của mình nghe chưa? Tùng sửa bài vào chưa Tùng? Các bạn làm bài lâu á, làm nhanh nhanh một chút cho cô nhé. Lớp mình học bị trễ bài. Bạn nào xong giơ tay cho cô biết nha. Một phút nữa cô chuyển qua phần mới nào. Cô tức là ghi 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 từ 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 bà cô. Con sửa bài trong vở, cái nào trong sorry, cái bài nào trong sách có thì sửa trong sách chứ. Từ À nhưng mới con đúng không? con Cái 10 từ. điểm. Ok. 10 điểm mà không biết đáp án là không tính đâu nha. 10 điểm mà điền lụi mà không biết tại sao là nó như thế là không tính đâu, tại vì đi thi cũng sẽ lụi thôi. Rồi. Tùng xong chưa? Ok, thư nào. Là tiếp theo đó lúc nào cũng nhanh hết, học sinh nhân học sinh giỏi đúng không? Rồi đi nghĩa vào forbidden đất nè. Con thưa cô là con vẫn chưa biết nghĩa là này. Mình mà không được làm cái gì đó thì người ta gọi là gì? Cái nơi đó không được vào thì gọi là gì? Có bạn nào chơi cái trò chơi mà Forbidden Treasure không? Kho báu gì á? Có bảo bí mật ạ. Không phải là bí mật mà. Người ta không cho mình vào nơi đó. Thì nơi đó là nơi sao? Bị gì? Bị Bị cấm hả cấm. cô? Đúng Bị rồi, cấm ạ. đúng rồi. Bị cấm. Không được vào, được chưa?
Exotic. Trời ơi, làm việc một ngày 24 tiếng đồng hồ mà làm hết 23 tiếng là cơ thể không còn gì luôn, gọi là gì? Mệt Không còn mỏi sức ạ. lực. Đúng rồi, mà cực kỳ mệt mỏi thì gọi là gì? Kiệt sức ạ. Kiệt That's sức ạ. right. À, giờ cho đối chữ nha. Giờ đối tiếng Anh không thôi không hiểu. Giờ cô đối tiếng Việt ha. Modern, từ này biết nào. Hiện đại ạ. Hiện Rồi, đại. hiện Hiện đại đại. ạ. Rồi, lớp mình cũng ít người à. Biết cứ nói cho cô nhé. Frightening. Mình thấy con ma bao giờ chưa? Frightening là Đáng cái gì? sợ ạ. That's right. Đáng sợ. Ghê gớm. Rural. Không phải thành phố thì là gì? Thành đô thị ạ. Không phải thành phố. Nông thôn. Nông thôn ạ, À, nông đúng rồi, nông thôn. Không phải thành phố thì là nông thôn. Populous. Cái nơi mà có quá trời người thì gọi là gì? Thành phố thì thường sao? thôn. Não Đông nhiệt đúc à? Đúng rồi. Và nói về người thì sẽ là đông dân nha. Đông dân. đông dân ạ, đông dân ạ. Polluted. Polluted. Ô nhiễm ạ. Ô nhiễm. Chỗ này mình sẽ dịch là bị ô nhiễm ha. Bị ô nhiễm. Hôm qua, hôm trước có cái từ là Metropolitan. Tất cả 7 bạn trong lớp đều phải âm sai từ đó. Hôm nay mình có từ này. À, Cosmopolitan. 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 Cosmopolitan bằng nghĩa với international là gì? In Quốc the tế. world. Đúng rồi, quốc tế. À, khắp thế giới. Hôm trước là tất cả các bạn đều phải âm sai cái từ Metropolitan nữa nha. Hôm sau mà cô ra lại cái Metropolitan. từ Metropolitan. Hôm sau cô cho lại cái từ đó là trong phần phát âm, mà phát âm không đúng nữa thì câu đó lại sai nữa. À, cái từ đó đọc là gì? Me Trơ Metropolitan. trơ trơ Metropolitan. trơ Metropolitan. trơ Metropolitan. trơ Polyton. Được chưa? Cô đã sửa âm cho mình, cô bỏ thời gian ra, cô ngồi cô sửa âm, mình hãy ngồi mình nghe lại, mình ghi lại cho cô chứ. Metropolitan. Metropolitan. Ok, thank you. Còn cái từ này sẽ... Rồi. Cô số sao mà nó bay hết chữ rồi. Rồi, hình quá. Để đó đi. Đúng rồi, là nó bay hết chữ đó. Rồi. Cosmopolitan nhé. Từ tiếp theo nè. Unemployed. Không có việc làm thì gọi là gì? Thất nghiệp. Thất nghiệp ạ. Thất nghiệp là không có nghiệp và đúng không? Mà mình gọi là thất nghiệp. Easy going. Đi dễ khó về ạ. À, đi dễ khó về. Cái người đó là một cái người easy going lắm. Làm gì cũng được hết. Ai làm gì cũng được hết. Không có khó chịu thì gọi là gì? Từ Đó. do Đồ dễ tính ngọc không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. dễ Dễ tính, tính. dễ chịu. Trời ơi, cô dễ tính lắm. Làm sai cái là bắt phạt liền á. Có không? Dễ tính, dễ chịu ha. Hoặc là dễ gần. Downtown. In the Thứ city center. In the city center. It is trung the city. tâm ạ. Yeah, cái trung tâm. Trung tâm fashionable là thời trang ạ. Đúng rồi, phát âm sai, nghĩa đúng. À, fashionable là tính. Fashionable. No, no, no. No nhé. Fashionable. Hợp thời trang hoặc là gì? Fashionable. Đấy, kiểu như là kiểu cách đúng không? Hợp luôn đúng không? Fashionable. Có một bạn, có một cái từ này mà hình như bạn nào cũng sai luôn. Và rất nhiều người sai, thậm chí là giáo viên tiếng Anh cũng sai cái từ này luôn. À, cô đố từ này chắc chắn lớp biết đọc từ này nè. Từ này đọc là gì? Nation. Nation. Đúng Nation rồi, à. đúng rồi. Cái chữ này là nation, nhưng khi nó ra tính từ nó không còn là nation nữa, mà nó là Mà đọc là national. National. Đúng rồi, nhớ nha. Vậy bữa đi thi đừng có đọc national là xỉu nha. Từ trên nào âm AE là national. Và tương tự, National. tương tự cái từ này sao? Cái từ này đọc là gì? International. Ủa? International. Đúng rồi, thế đừng có đọc international nha. International. International. Rồi, các bạn ghi bài vào. Ghi xong mày giơ tay cho cô biết nhé. Bây giờ là cô không xóa cái dòng ở trên được. Xóa là lát nó bay hết mấy cái chữ trên này.
Cô đừng xóa cô ơi. Thôi cô không xóa đâu rồi đó. Bây giờ này là 8:04, tới 8:08 xong cho cô nhé. Học sinh tiên tiến lớp 8. À, giỏi. Giỏi nha. Ráng học đi. Ráng học đi. Bây giờ con không có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp gì hết. Con tập trung con học để con thi đậu chuyển cấp rồi lên lớp 10, lên cấp 3 xong rồi con thi đại học. Nhưng mà con không nói được không sao. Nhưng mà con phải phát âm đúng cơ. Tại vì sau này con ra đời con đi làm con phải nói tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Mà lúc này cái âm mà con phát âm sai là lúc đó con phải học lại từ đầu cái âm là nó còn khổ cho mình nữa. Bản thân mình bây giờ mình học kiến thức nền nhưng mà âm mình phải đúng, mình phải phát âm đúng. Thì sau này mình mới tiết kiệm được thời gian để mình đi học lên chứ. Mình không biết các bạn giơ tay là xong hết rồi hay là giơ tay của ban đầu nha. Các bạn giơ xong cứ qua một lượt là con phải giơ bỏ tay xuống nha. Không là cô hiểu nhầm con xong là cô lại cứ lướt hoài hồi là con lại ghi bài không kịp. Hôm nay cô sửa bài là lớp mình cô sửa nhiều hơn hôm trước. À, cô bằng cô ghi âm, cô phát âm lại phần đầu ấy. Từ rất là nhiều luôn, cô gửi lại rất là nhiều từ luôn cho nên mình phải chú ý ha. Hai phút nữa nha. Rồi, đưa lên ngón tay nè. Ok, thank you. Good job. Well done. Fantastic. Amazing. Excellent. Unbelievable. Rồi, các bạn bật mic lên đọc từ cho cô nè. Một từ cô cho đọc. Một hoặc là hai lần tùy theo từ khó dễ. Về nhà ghi âm sai, cô gửi lại là phải mở lên và ghi âm lại cho cô á. Không ghi là lần sau con sai nữa. Sai nữa là đi thi mất hết 5 câu rồi. 5 câu mà phải 25 điểm rồi còn gì. Chưa? Forbidden. 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 Exhausted. 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 Modern. 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 Frightening. Frightening. Right. Cô phát âm rất là chậm từng từ để cho mình nghe ra cái âm đó vô cái từ điển frightening, frightening. Ráng đọc nha. Rural. Rural. Populous. Populous. Polluted. Polluted. Cosmopolitan. 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 Unemployed. 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 Enjoy. Easygoing. Easy Easygoing. going. Downtown. 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 Fashionable. 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 Thank you. Về nhà cái khúc nào mà từ khó quá cô có gửi link trong group cái phần video hôm nay record đó, con về con tu tới cái phần từ vựng con đọc lại lần nữa nha. Nói vậy thôi chắc rảnh đâu cô đúng không. Rồi bài tiếp theo nào.
À, which of the following adjectives describe the city life? Cái từ nào mà cô nghĩ là dùng để miêu tả về đời sống ở thành thị nè? Đoàn. Đoàn nói cho cô ba từ nè. Con thưa cô là stressful, Stressful, gì nữa? exciting, Exciting. busy, Busy. Cô chưa sửa nha. Rồi tiếp nè. modern, Nữ hả? Rồi modern. Làm hết cục này luôn đi con. popular. Ô, làm cục bên này thôi. Hết chưa? Hết chưa nào? Hết rồi đúng không? Bên Frightening à, frightening frightening. Frightening. forbidden Forbidden. Rồi cô mời Minh Phúc nè. con polluted Polluted. Gì nữa? cosmopolitan. Cosmopolitan là quốc tế đúng không? Rồi, gì nữa nè? Fashionable. Fashionable. What else? Downtown Hết của rồi. downtown Downtown. Thế thành phố là có đông đúc dân không? con nghĩa là có cả Có. Có. listen. Populous. Populous. Rồi. Rồi nghe tiếng còi xe lúc giờ cao điểm có annoy em không? Có Annoying là gì Đức nhỉ? ồn nào ạ, ồn nào, Không phải ồn nào. Ồn khó chịu quá khó thì chịu khó chịu khó chịu khó chịu bực à, mình. khó chịu ạ. Khó chịu bực mình. Rồi ở thành phố nó có mấy cái tòa nhà lịch sử không? Ví dụ như viện bảo tàng nè, có không? Có ạ. Có chứ. Historic. Historic. Nghe là delicious nữa cô ạ. Thành phố mà nó ngon à? Thành phố ăn Vâng được ạ, không? Không, vâng ạ. thành phố không ăn được đâu. Thành phố mà sao mà ăn được? Chỗ thành phố Nhưng mà mà ăn con này được, nên bố ngon mà cô. thành phố mà sao mà ăn mà ngon hả? À, rural ạ. Miêu tả cuộc sống ở thành phố mà sao lại dùng rural vậy? Tại vì mình có ngoại ô ạ. Là quốc ngoài, thành ngoài. Ủa mình có ngoại ô. Ngoại ô khác nông thôn nha. Nông thôn với thành phố khác nhau á. Vậy cô ơi, vậy còn cheerful với breeder là nghĩa là gì cô? Cheerful đúng không? Cheerful là hân hoan. Cái bầu không khí rất là vui tươi. Cheerful. Cái lúc mà cổ vũ vận động viên Việt Nam giành World Cup đó. Thế là cả mọi người giơ tay lên. Cheerful. Đó là hân hoan luôn. Còn câu hỏi từ gì nữa con? Từ nào nữa nhỉ? Breeder gì đấy? Pleased có nghĩa là hài lòng, vui vẻ. Hài lòng, vui vẻ. Rồi các bạn sửa bài vào nhé. Có từ nào không biết thì hỏi cô nha. Không hỏi thì cô hỏi. Được chưa? Không hỏi thì cô hỏi. Stressful là gì đây Huy? Stressful nhỉ? Stressful. Có nghĩa là kiểu căng thẳng mệt mỏi luôn. Đúng rồi, áp lực. Áp lực nhé, căng thẳng. Áp lực gọi là căng thẳng. Rồi từ tiếp theo. Exciting. Phúc nè. Náo nhiệt ạ. Đúng rồi, háo hức đi, háo hức nha. Thú vị. Háo hức, thú vị, náo nhiệt. Delicious, biết rồi. Historic, biết rồi. Hôm nay bạn hỏi từ annoying. Annoying là bực mình.
Please là hài lòng hoặc là vui. Cheerful là hân hoan, háo hức. Rồi bây giờ mình sẽ dùng những tính từ của bài số 2 hoàn thành bài số 3. Các bạn làm rồi cho nên giờ là sửa bài chứ không có tính thời gian làm bài nữa. Tùng câu 1 nào Tùng ơi. À, đợi cô một tí. Cho từ đã. Cho từ là cô cho từ nhé. Cô cho từ lát nữa các bạn trả lời và dịch nghĩa cho cô nhé. Luxury. Đất. Con người cô là Cái biệt thự thì vẫn nó luxury là nó sao? để to lớn hay là đẹp đẽ. À, nó còn hơn cả chữ đẹp nữa. Nó là chữ gì nhỉ? Sống trong biệt thự là một cái cuộc sống như thế nào? Vui sướng. À, vui sướng. À, Vui. cái xe hơi mà mấy tỷ thì cái xe đó nhìn vào có cảm giác nào sao? Kiểu cao cấp sang trọng rồi cô. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Sang trọng, xa hoa nhá. Biệt thự á, luxury villa. Crowded biết rồi. À, crowded nãy biết rồi, cô không cho nữa. Từ này khỏi ghi nè. Traffic jam. Thư nào? Tắt đường ạ. Đúng rồi, tắt đường, tắt nghẽn, à, tắc nghẽn giao thông, tắt đường. Và mình bằng cái từ là traffic congestion, tắc nghẽn giao thông nhé. Congestion, traffic congestion. À, mà khi nó bị tắc nghẽn giao thông thì mình stuck, à, mình stuck, tức là mình bị gì đây đoạn? Vì tăng nghe giao thông ạ. Thì đúng rồi, còn ở dưới thì sao? Lúc mà mình đang ở trong cái traffic jam là mình bị gì đó? Mình bị đi chậm khó đi rồi. À, bị Mình mắc bị đi kẹt. chậm à? Bị mắc kẹt à? Ừ. Bị mắc kẹt ở nơi đường ùn tắc giao thông đó. Ví dụ như là, cô ơi em chưa về, em đang stuck in the traffic jam. Em đang bị mắc kẹt trong đó đó. Được chưa? Bị mắc kẹt đó. Mắc kẹt này đang nói về giao thông nhé. Đấy, cái này Regular. rồi đi đến là Nhập phương. Regular. cô ơi, đổi hình bất cứ đi không cô. Không, cô không nghe. Cô ơi, có thể gợi ý một tí không cô? À, gợi ý ha. Hôm nay làm, ngày mai làm. Hôm nay tập thể dục, ngày mai tập thể dục, mốt tập thể dục, ngày nào cũng tập thể Thường dục. xuyên. Đúng rồi, Thường rồi bạn xuyên ra ạ. nghĩa, rồi bạn ra nghĩa, đúng rồi. Thường xuyên. Exhibition, cái nơi mà người ta trưng bày cái gì đó, cái gì đó. Là buổi gì? Buổi triển Buổi. lãm, Đúng rồi, buổi triển triển lãm à, lãm. triển lãm Trời, à. đúng rồi, giống đuổi hình bắt chữ hay lớp mình học giống đuổi hình bắt chữ hay không? Triển lãm là gallery, cái nơi mà trưng bày tranh nè. Bảo tàng mỹ thuật ạ. À. Chưa tới bảo tàng đâu, bảo tàng to quá, cái nơi mà trưng bày tranh thôi. À, triển lãm ảnh ạ, triển lãm ảnh ạ. À, triển lãm ảnh, để có nhớ ra cái nghĩa tiếng Việt cái. Phòng trưng bày tranh nhá, phòng trưng bày tranh, gọi tắt là phòng tranh đi, được chưa nào? Phòng tranh á, ở sau này đoàn làm họa sĩ, đoàn vẽ tranh xong trưng bày vô phòng tranh cho người ta tới, người ta mua ấy, được xem luôn ha. Rồi Con ve thành, không giỏi lắm đâu cô ơi. ý là cô lấy ví dụ thôi mà, đâu nhất thiết phải đúng đâu. Canal. À, Panama đúng không? Môn địa lý có cái gì Panama có không vậy? Con quên mất tiêu rồi. Panama. Canal. Quên mất cái tên rồi. Panama. Canal. À, canal là cái gì nha? Cái gì mà nó như vậy nè? Kéo Môn địa à? lý không, môn địa lý không. Panama con biết cái nơi đó không, con biết cái tên đó không? Đức, bạn nào biết không? Môn địa Toàn lý bộ nè. cô cô toàn cô độ hay là cái gì? cô Toàn độ. cô cô, cô dở địa lý lắm. Cái nơi nào mà để bình thường là hai cái nơi, hai con đường này đi không được, nó có gồm cái Con đỉnh núi đúng kênh ạ, không? Đúng rồi, đúng rồi, xong người ta phải kênh ha, con kênh.
À, ghi chữ con kênh hay ghi kênh là hiểu nhầm là hiểu nhầm là kênh truyền hình thì cũng không đúng nữa. À, tiếng Việt phong phú quá. Con kênh ha, cái kiểu là kênh đào á, phải không? Địa lý có kênh đào Panama gì phải không, hay kênh gì á, có kênh nào không? Kênh đào Panama. Kênh đào Ờ, Suez, kênh đào Panama. sao nãy cô nói Panama mà không ai nhớ. Rồi, cô học giỏi địa lý lắm luôn á. Giờ cô Ô, cũng vậy không tại biết. sao cô lại dạy tiếng Anh? Cô học giỏi địa lý trong ngoặc Ok, kép mà. Rồi đọc từ vựng cho cô nè. Cô đánh âm nhấn thẳng cho mình rồi nhé. Luxury. luxury, 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 sorry, Traffic jam. money, Traffic traffic jam, jam. Traffic congestion. traffic Traffic convention, congestion. À, cô nói nè, cái âm trong tiếng Anh nhá, cái âm này nè thì nó là âm sure, nó là âm sure, nhưng mà nếu cô ghi chữ tờ nữa thì nó sẽ là âm chờ, con đọc giống âm chờ là được nhá. Congestion, Congestion. chân, congestion, Congestion. cô nói âm chờ mà cứ đọc sình là sao nè, chân. Congestion. Congestion. Ok, Congestion. be stuck in a traffic Be jam. stuck. Em Be be stuck stuck in stuck in a traffic jam. jam. In traffic jam. Okay, Regular. Regular. exhibition, Exhibition. exhibition, Exhibition. exhibition. Có nghĩa âm hờ là không có đọc âm hờ ha. Exhibition, Exhibition. gallery, gallery, Gallery. gallery, Gallery. canal, Canal. Canal. canal, canal. Canal. Ok, Canal. rồi làm bài 3, từng câu Canal. một nè. Cô ấy sao đây? Cô ấy sống ở một trong những cái gì đây? Có combo là fashionable. À, tại sao vậy? Từ khóa đây là gì? Luxury. Đúng rồi, luxury, xa hoa thì nó thời trang. Câu số 2, phút nào? Annoying ạ. Annoying, tại sao? Tại vì là có crowded và stuck in the traffic jam ạ. That's right. Câu số 3 nào, thư. Như là đáp án thế nào? Forbidden. Ha? Forbidden. Forbidden. Dịch câu này cho cô. Bạn không thể dừng ở đây đỗ xe bị cấm ở trên con đường này. Đúng rồi. Câu số 4, Nhật Phương. Is very popular. There are people here from all over the world. À, người mà nó à, người ở thành phố này mà có người ở toàn thế giới tới luôn thì thành phố này là thành phố làm sao? À, cái từ popular chưa đúng ha. Minh Phúc nè. Con được gọi là cosmopolitan. Đúng rồi, cosmopolitan, tại vì all over the world. Hôm nay cô có nói rồi ha, tức là Quốc tế quốc à? tế, tức là câu này mình sẽ dịch là thành phố này vươn tầm quốc tế. Người ở khắp mọi nơi trên đất nước, trên thế giới đổ về nơi đây. Ok nào. Câu số 5, Đức. Con thưa cô là modern ạ. À, dịch nghĩa nè. Thì trung tâm thành trung tâm thành cái đấy gọi là phòng tranh. Phòng tranh ở Ở trung tâm thành phố thì có thường thuyện thì thường xuyên triển lãm những bức tranh hiện đại. đúng rồi, thường xuyên triển lãm những bức tranh hiện đại.
nghệ thuật hiện đại ha, art mình dịch luôn là nghệ thuật hiện đại. Đoan, nhiêu lọc? Con cô là con kênh đào ở thành phố Hồ Chí Minh, ít ít ô nhiễm hơn trước đây ạ, Đúng tăng rồi, ít trưởng ô kho nhiễm hơn. hơn Đúng lúc rồi, này ạ. đúng rồi. Polluted, polluted. À, kênh kênh nhiêu lọc ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đã ít ô nhiễm hơn trước đây rồi. Kênh nhiều lắm. À, kênh nhiêu lọc. À, bạn nào ở Sài Gòn là sẽ biết kênh này ha, nó rất là bẩn luôn. À, bài tiếp theo nhé. Các bạn học trả lời cho cô nhanh, không là mình đi bài không có kịp đâu. Con phải học làm sao từ đây tới Tết mà con học xong cái chương trình lớp chính để mình còn ôn thi tuyển sinh nữa. Mình học chậm là bị cháy bài chưa? Huy làm gì ạ? Huy Huy làm bài tiếp theo cho cô nè. Huy mở bài nè. Kênh nhiêu lọc thị nghè là một tuyến kênh rạch chảy qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hữu Đoàn trừ 1 điểm. Trả lời khi cô không trả. Cô ở Hồ Chí Minh hả cô? Không, cô đâu có Hồ Chí Minh đâu. Hồi đó cô đi học với cô đi làm ở đó 6 năm rồi. Cô biết cái từ nhiêu lọc chứ cô chưa bao giờ ra kênh nhiêu lọc. Rồi các bạn nhìn lên màn hình học ngữ pháp nha. À, dịch cho cô câu đầu tiên nào, Minh Phúc nè. Jack cao hơn Mai à? Đúng rồi. Minh Thư dịch câu 2. Jack vui vẻ hơn Mai. Đúng rồi, cảm ơn con. Tùng nè. Hơi khó. Điện thoại không nhận. Có hai cô. Câu máy Tùng. Mình tới câu máy rồi Tùng. Có hai. Không tập trung trừ 1 điểm. Câu 3. Bảo cô là rách đẹp trai hơn mày. Đúng rồi. À, trời, mình có muốn làm check không? Cao hơn nè, hạnh phúc hơn nè, vui vẻ hơn và cả đẹp hơn nữa. Thế bây giờ nhìn cho cô nhé. Câu này là câu gì đây? Học chưa nè, Phúc ơi. Học rồi à? Học rồi, đây là loại câu gì? Câu so sánh hơn nữa. Đúng rồi, mình có dấu hiệu của so sánh hơn chính là chữ gì màu xanh. Đàn. Đúng rồi, chữ đan. Thế bây giờ cô hỏi nè, cái từ tour trong cái câu đầu tiên nó có mấy âm tiết đây Huy? Từ gian của mấy âm tiết đi hả cô? Các bạn tập trung lại nha. Sao cô hỏi được cứ hỏi cô lại là sao? Thôi. Nghe không? À, từ tu có một một âm tiết của. Có một âm tiết thôi, được chưa? Thế cái từ happy có mấy âm tiết đây? Nhật Phương. Cô lại 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 lát lát mấy lát. Sao vậy? Hôm nay lớp học bắt ổn vậy? Nè các bạn phải cố gắng học thì con mới đạt được điểm cao nha. Trời ơi sao nó lát hoài vậy? Phương trả lời lại nè, từ happy là mấy âm tiết? Happy hôm trước cô. Đúng rồi, và âm tiết này nó có gì đặc biệt không? Nó kết thúc bằng chữ gì? Happy gốc kết thúc y dài đổi Đúng rồi, gốc đúng tốt rồi. Đúng rồi. Cho nên lúc này mình sẽ thêm cái gì đằng sau đây? Mình sẽ thêm er và nó được xem là tính từ ngắn. Cô nói lại nhé. Tính từ có một âm tiết hoặc có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng chữ y dài, tiếng Anh gọi là chữ y đó, thì nó được xem là tính từ ngắn. Vậy thì khi nào được gọi là tính từ dài đây Minh Đức? Minh Đức đi đâu rồi? Minh Đức bật mic lên nói chuyện cô ấy. dạ À, khi nào mình được xem là tính từ dài? khi có hai âm tiết trở lên ạ, Đúng rồi. Và nó có chữ y không? nó không có. Nó không có nha. Nếu nó có chữ y là nó thuộc vào cái nhóm số 2 rồi. Mà cái nhóm số 2 nó thuộc tính từ ngắn. Chưa nào? Cho nên có hai âm tiết trở lên. Nhưng âm tiết này không được có chữ y. Ví dụ như từ handsome. Nó không có chữ y. Thì lúc này nó được gọi là tính từ dài. Và mình sẽ thêm chữ more. Được chưa? Tính từ ngắn thì sẽ thêm er, còn tính từ dài thì mình thêm more. Cái phần này học ở chương trình lớp 6, lớp 7 gì đó rồi nhé. À,
Vậy đây chính là câu so sánh hơn. Được chưa? Mình so sánh mấy đối tượng. Đoan nào. Hai đối tượng à. Hai đối tượng. Công thức. Cảm ơn con. Công thức sẽ là đối tượng thứ nhất. Còn với to be, đi với tính từ. Và đi với, nhớ là phải có chữ dan nhá. Rồi đi với đối tượng thứ hai. Rồi các bạn ghi công thức vào. Con ghi công thức thôi nhé. À, cái phần ví dụ con phải ghi cũng được. Nhưng mà công thức nè. Âm tiết nè. Được chưa? Ghi vào cho cô. Đó, cô thả tim đó. Biết vào. Chỗ này mình nghĩ là so sánh hơn. Hai phút nha. Rồi Huy trả lời cho cô biết nè. Ở đó mà sờ, đang học mà lướt điện thoại là sao Huy? Huy Ôi cô ơi, sao cô giáo của con nhắn tin trong g giúp của phải vào đi check cô. học xong rồi check được Đợi 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 con nhắn nốt cái của. không? Ok. Cô qua trang mới nha. Các bạn xong rồi đúng không nào? Huy xong chưa? Từ cô ơi, 2 phút hai. Ok. Là con ghi xong chưa? Rồi cho con 1 phút nữa. Ghi cho nhìn, ghi cho cô nhìn nha. Đoạn xong rồi nè. Bây giờ mà con không học là con lên lớp 12 là con khóc nữa. Con khóc tiếp á. Chưa? Lớp 12 là kiến thức nâng nâng gấp mấy lần ấy. Rồi. Xong rồi ha. Rồi qua trang tiếp theo nào. Dịch cho cô câu đầu tiên nào, Minh Thư nào. John is the tallest in my class. John là người cao nhất lớp tôi. Thank you. À, phí đoàn. Phí hữu đoàn. John là người vui nhất lớp tôi. Huy. John is the most handsome in my class. Cái gì hả cô? Dịch nghĩa. À, câu câu thứ hai đúng không cô? John là người 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 vui 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 nhất cả lớp ạ. Huy không chú ý lần ba. Cô ghi tên bác, cô nói cho mẹ biết. Sao Tập kiểu này là tiêu rồi. Đất nè. Đất chưa bằng mít. À, đất à, là con John là người đẹp trai nhất lớp tôi ạ. đúng rồi. Thì trong trường hợp này là mình so sánh bao nhiêu người với nhau, Minh Thư? Cô ghi cổ lại trường hợp là Minh Thư, để mai cô nói với mẹ nhá. Hả? Cô gọi con Ừ. nó hơi lác tí, Sao á con? nó hơi bị lác tí. Các bạn học nè, các bạn học, các bạn phải chuẩn bị
Mạng trước chứ, internet trước đó, bây giờ ngày nào vô học mà cũng bị lát như thế này, rồi làm sao cô đi bài ra lớp mình học, lúc nào cũng bị cháy bài hết. Được chưa nào? Nếu mẹ kiểm tra kết nối đường truyền hôm sau không có như vậy nữa đâu nhá. Cái chương trình nó rất là nặng luôn, chương trình mới mà học lớp 9 mà thì tuyển sinh là kiến thức bao nhiêu mà nói, mà cái con cứ bị chập chờn cái mạng như thế này, lúc nào mình cũng bị cháy bài, mình học không có hết bài. Phút nào? Mình so sánh bao nhiêu đối tượng này? Một người đối với cả lớp ạ. Đúng rồi, là hai người hay là một người? Một người cả lớp. Hai người, so sánh có hai người thôi hay so sánh một người thôi? Một người thôi ạ. Không, so sánh nhiều người. Nhiều người mới ra so sánh nhất chứ con, một người làm sao mà so sánh được, đúng không? Câu hỏi vậy thôi. Tức là so sánh nhất là phải so sánh ba đối tượng trở lên nhá. Ba đối tượng trở lên, tại vì trong lớp của mình chắc chắn là phải có ba người trở lên rồi. Nghe chưa? Rồi, tính từ có một âm tiết hoặc hai âm tiết nhưng kết thúc là chữ y dài thì nó là tính từ gì đây Quốc Huy? Con thưa cô là mấy cái này là kiểu có một âm tiết đi nên là nó thêm est của thêm the nữa rồi thì nó là tính từ ngắn này, một một âm tiết. Rồi cô sẽ gọi bất kỳ bạn nào xem các bạn có chú ý hay không nhé. Nhật Phương, tại sao câu số 3 cô lại dùng chữ most? Tại vì nó là tính từ hai âm tiết nhưng mà nó không kết thúc bằng đuôi y nên là tính là tính từ dài. Đúng rồi, tính từ dài nhé, hai âm tiết trở lên, và mình sẽ không thêm est nữa mà mình thường dùng từ most. Ở đây gọi là so sánh gì đây Tùng? Đây là công thức so sánh gì Tùng? Nhất ạ. Đúng rồi, so sánh nhé. So sánh nhất. Dấu hiệu của so sánh nhất chính là chữ đờ nha con nhé. Khi mà có chữ đờ là mình sẽ nghĩ tới so sánh nhất. Rồi, ở dạng tính từ mình sẽ có hai dạng, một tính từ ngắn thêm est, tính từ dài thêm most ở đằng trước. Tính từ ngắn thêm est, cô ghi sai rồi. Sorry cả lớp. Cô quên chỉnh cái khúc này. Để cô sửa lại nhé. Tính từ ngắn thêm est, tính từ dài thêm most, các bạn ghi ở dưới nó luôn nhé, chỗ này có bị lỗi kỹ thuật rồi. Most est tính từ, cô cho 2 phút nữa ghi bài nhé. Như cái mà cô thả tim đúng không cô? Đúng rồi, lần này cô thả sao con? Lần này cô thả sao? Nhưng nữa cô hỏi lại mà không hiểu, không 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 trả lời được là cô cho chép bạn nha Huy nhé. Huy Tại chép bài sao nữa? xong chưa? Tôi Huy nghĩ chép bài xong chưa? Rồi Huy, tính từ có 3 âm tiết thì thêm gì? thêm the mode với cả tính từ dài của Rồi không có mốt nha, most. the mode. Là mình thêm chữ most rồi mình thêm một cái tính từ dài nữa đúng không? Tức là cô có từ handsome, là bây giờ cô thêm chữ most xong rồi viết chữ handsome rồi thêm một cái tính từ khác nữa là tính từ gì? Cái gì cô nói từ từ đi cô nói Cô từ nói từ. từ từ thôi, ok. Tức con nói là cô thêm một cái tính từ dài hay sao? Tức là nếu mà cô gặp một tính từ dài thì cô thêm mốt vào đằng trước nó. Nói như vậy cho cô dễ hiểu chứ. Rồi, cảm ơn con. Xong nhá, the next one. Phần tiếp theo nào. Đây là bảng tính từ bất quy tắc. Bất quy tắc tức là mình không có thêm est, mình cũng không có thêm most, không có thêm more, cũng không có thêm er, bởi vì nó không theo quy tắc nào hết và mình chỉ có thể làm gì thôi Minh Phúc? Chỉ đó thể dùng những từ khác thôi. Nhưng mà lỡ đi thi mình không nhớ thì mình phải làm sao? Không Thì biết phải ạ. học. Bây giờ phải học Học thuộc cho lòng đi. nhớ, học cho nhớ. Đúng rồi, Đức nói đúng rồi. Nó không có theo quy tắc cho nên con không có được làm gì ngoài việc học thuộc lòng nó cả. Chưa nào? Rồi đọc cho cô nhé. Good.
Cái bạn đọc nào? Good. 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 Better. 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 The The best. best. The Bad. best. Bad. Bad. Worse. 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 The worst. Worse. The The worst. The worst. Many, much. Many Many, much. Many. more. 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 The most. The The most. most. Little. 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 Less. 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 The Less. least. The Far. least. Far. Farther. 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 Further. 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 The farthest. The The farthest. farthest. The furthest. The farthest. The Rồi, farthest. có bạn nào thắc mắc cái bảng này hay không? 10 giây giơ tay thắc mắc. Đoàn có thắc mắc không? Không thắc mắc đúng không? Đoàn nào? Rồi, các bạn không thắc mắc thì tới lượt cô thắc mắc nha. Được chưa? Vâng ạ. Ok. Thế bây giờ cô hỏi là tại sao chỗ này nó có many với có much mà nó qua đây nó more là sao Tại nè? Rồi bây giờ cô sẽ cho vì con. many với mắt là tính từ, Rồi đây. nên là nhiều nhiều sang so sánh hơn nó sẽ thành more, và so sánh nhất nó sẽ là the most. Ok, thế là hôm nay bữa tối là cô ăn rất là nhiều con cá nhá. Phải dùng con cá cái con nhìn không ra nữa. Thôi hôm nay là the fish, các bạn không biết the fish. Thôi cô lấy từ khác Many nha. dog boy. Đi ăn mini đó xem. Ăn Thế thịt đó đi cô. Many cookie. Many cookies. Hôm nay là ăn many cookies. Vậy đi. Many cookies. Được chưa? Và sau đó cô cũng uống rất là nhiều nước luôn. Được chưa nào? Ở trong đây mình có từ many, nó đi với danh từ làm sao mọi người? Thêm đuôi. Thêm nhé. Quên Yeah một là số đúng nhiều thứ nhé. rồi. Đúng rồi, danh từ số nhiều nhé. Còn water là từ much, Anh nó đi từ với không danh. đếm được. Chính Từ xác. không đếm được. Danh từ không đếm được. Được chưa? Và khi cái câu này mà đưa ra dạng so sánh hơn, nó đều chuyển theo một câu thôi. Bây giờ cô lấy ví dụ cô hỏi Huy nhé. Được chưa? I eat lặp 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 lặp. Cookies. Đan Huy. Câu này chuyển làm sao đây Huy? Còn nghĩ là many giữ nguyên vẫn là many. Giống như vẫn là many. Câu này dịch làm sao Huy? Tôi ăn nhiều bánh cookie hơn Huy. Là mình vẫn viết lại từ many đúng không? Các bạn. Rồi hay quá luôn, quá hay luôn. Đoàn nào? Con đâu cô, con chuyển many sang thành mò. Đúng rồi, mới học xong. Đấy, cô biết mà, không ai thắc mắc là qua cô thắc mắc được chưa? Ở đây là dạng câu gì? Ở đây là dạng câu so sánh hơn. Mà khi nó đã so sánh hơn thì con phải chuyển nó về so sánh hơn. Sao con để nó yên nguyên hình lúc này làm sao nó thành so sánh hơn được? Đúng không Huy? Được chưa nào? Đúng không? Rồi, các bạn ghi công thức này vào. Ghi cái chỗ này vào nè. Không là không hiểu là cô sao bên này là many và much. Tức là nó đi với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Nhưng khi vào câu so sánh hơn nó có chữ đan nè, cô ăn nhiều hơn Huy nha. Được chưa? Cho nên cô nói nhiều hơn Huy, Huy ăn ít nên Huy không nói. Ấy thì lúc này cái từ many này cô chuyển thành chữ more, lý do câu này là câu so sánh hơn. Ghi cái công thức này nè. Ghi là mình phải hiểu thì mình mới dùng được chứ. Much sugar. Nhưng mà ha Huy, drink drink lặp lặp là lặp lặp là water than me. Chuyển câu này cho cô nào Tùng. Câu này làm sao? Có thêm mò. Đúng rồi, Huy uống nước nhiều hơn cô nha Huy nha. Được chưa? Cô ăn nhiều bánh hơn nhưng mà Huy uống nước nhiều hơn. Huy uống nước nhiều rồi nên Huy không ăn bánh nữa. Chỗ này mình dùng chữ more. Rồi. Các bạn không hỏi về phần này, cô hỏi tiếp nha. Có ai hỏi câu này nữa không?
Không hỏi ha. Rồi bây giờ qua câu hỏi nha. Câu hỏi tiếp nha. Bây giờ cô có từ lúc nãy là Huy. Huy uống nước nhiều hơn cô đúng không Huy? Nào, more water than me. Rồi thế là Huy uống hết nước của cô rồi, cho nên là I drink, chỗ này là little, lặp 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 lá water than Huy. Câu này làm sao đây Thư? Chữ little lúc này cô phải làm sao đây? Con trở nên lép ạ. Đúng rồi, lúc này là cô uống nước ít hơn Huy nhá, đúng không? Đúng không nào? Rồi câu tiếp theo. Câu tiếp theo ha. Câu này là các bạn từ cái chữ many á. Từ cái chữ many á, much more làm chuyển thành more hoặc là less. Đây là nhiều hơn, còn đây là ít hơn. Thế bây giờ cô có một câu mới á. Cô có một câu mới ha. Nhà của cô cách trường. Được chưa? Nhà của cô cách trường 5 km. Nhà của Huy cách trường 2 km. Nhà đứa nào xa hơn? Tùng nào? Nhà đứa nào xa hơn? Nhà My hay là nhà Huy xa hơn Tùng? À, mi ạ. À, nhà tôi xa hơn. Xa hơn là mình có từ far nhá. Thế bây giờ cô có câu là gì? My house is. Chưa nào? Dan Huy's house. Câu này làm sao đây Tùng? Chữ pha này mình làm sao? Rồi qua chuyện anh pha đỡ. À, thế bây giờ cô chuyển thành father. Thế cô chuyển thành father được không? Được. À, được. Tại vì trong câu này cô ghi thành hai từ, cô gạch ngang có nghĩa là được một trong hai đúng không? Vậy là Tùng chọn luôn cả Vâng. father và further. Có bạn nào có ý kiến khác không? Đoàn nè. Cô theo con là dùng được 3 giờ và cả 4 giờ. Rồi cảm ơn con, cùng ý kiến với Tùng. Minh Phúc nào? Cũng thế ạ. À cũng thế luôn. Đức nào? Hôm nay cô là cũng thế ạ. Cũng thế luôn. Phương? Phương đi ngủ rồi. Phương ơi! Phương đi ngủ. Phương đi ngủ rồi đúng không? Rồi, Phương không trả lời. Thư. Con là con cùng đến các bạn. Rồi, bây giờ mình bởi vì cô hỏi xong rồi cô mới biết là con đúng hay sai nha. Thứ nhất là chữ father và further đều là dạng so sánh của chữ far, nhưng về mặt ý nghĩa cũng là xa hơn, về mặt cách dùng hoàn toàn khác nhau. Cô bé ví dụ mình có từ border, chỗ này mình sẽ nói về khoảng cách, được chưa nào? Chữ border mình sẽ dùng về khoảng cách. À, chữ further mình sẽ nói về những cái có ý nghĩa về mặt trừu tượng. Cô nói trừu tượng nhé, tức là mình không có cảm nhận được nó đâu, thì nó gọi là trừu tượng. Vậy thì lúc này khoảng cách lúc này là nhà, cho nên đáp án duy nhất chỉ có đúng một câu thôi, đó chính là chữ father. Father nói về khoảng cách. À, nhà tôi xa hơn nhà Huy. Chứ nào? Vậy thì trừu tượng là trừu tượng như thế nào? Ví dụ hôm nay mình học 2 tiếng nhưng mà các bạn không hiểu, cho nên mới bảo là gì? Bạn nào không hiểu tối nay nhắn tin cho cô, mình sẽ thảo luận về vấn đề này xa hơn. Thảo luận về vấn đề xa hơn và sâu hơn thì lúc này cô sẽ dùng chữ further. Được chưa nào? Nó không nói về khoảng cách nữa. Nó về lĩnh vực, nó về cái phạm trù trừu tượng rồi. Mình thảo luận sâu về cái mảng nào đó. Mình không có sờ được nhá. Được chưa nào? Thì lúc này mình sẽ dùng từ further. Được chưa? Rồi, mình phân biệt được cái này rồi thì tương tự những cái nhóm bên này thì con chỉ cần học thuộc lòng thôi nhá. Xong rồi, phần tiếp theo. Phần tiếp theo nè.
Mình có một cái số từ cô nói là nhấn mạnh mức độ khác biệt khi so sánh. Mình sẽ thêm từ much, a lot, a little, a bit, even, still và far. Câu này có nghĩa là gì đây? Cô gọi con nói giật giật mà không bật được. Rồi. Nhật Phương lát nữa cái gì không hiểu thì hỏi cô nhé. Thế bây giờ nó nhấn mạnh là nhấn mạnh như thế nào đây? Các bạn nhìn lên màn hình cho cô nè. Cái ngữ pháp nó học nó rất là khó hiểu. Cô học lớp 9, cô học thi tuyển sinh, cô phải tập trung nha. Kiến thức rất là nhiều luôn á. Rồi, cô có câu là This book is better than that book. Minh Đức dịch cho cô câu này nè. Con nói cô là quyển sách kia thì tốt hơn quyển sách này. Quyển sách này tốt hơn quyển kia. Quyển sách này tốt hơn quyển kia. Thế là bình thường là nó tốt hơn nha. Được chưa? Nhưng mà bây giờ cô nhấn mạnh. Cô thêm từ much. Cô thêm từ much là những từ này nè. Mình sẽ đặt trước tính từ so sánh hơn để nhấn mạnh mức độ chênh lệch quá nhiều. Câu ban đầu đích Đức dịch là vậy, cuốn này tốt hơn cuốn kia. Nhưng mà câu này cô dịch là cuốn này tốt hơn nhiều. Tức là nhấn mạnh cái độ chênh lệch khá là nhiều luôn. Tốt hơn nhiều nha. Hơn cái cuốn kia nè. Rồi các bạn ghi công thức vào, nhấn mạnh độ khác biệt khi so sánh thì mình sẽ thêm cái này vào. Câu này con sẽ gặp lại trong đề thi đó. Các bạn ghi đi nhé. Sau khi ghi xong thì dịch cho cô câu này. Đoàn dịch cho cô câu bên dưới nè. Dịch cho cô câu này nè. Huy thì uống nhiều nước hơn tôi. Uống nhiều 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 không hay là uống có một chút nhiều hơn Uống một chút nhiều hơn ạ. uống rất nhiều hơn tôi nha, tức là Uống rất nhiều hơn tôi ạ. bình thường là Huy uống nhiều hơn cô, nhưng mà lần này Huy uống còn nhiều hơn nhiều, nhiều hơn nhiều, được chưa? Tức là nó còn nhiều hơn cái mức nhiều bình thường nữa. Mình đồng dùng để nhấn mạnh. Mà khi con đi thi thì con không có còn dịch nghĩa, mà con phải nhớ một điều là gì? Con phải nhớ một điều là cô, cái câu này nó có chữ mo, sao mà còn dùng chữ mất nữa cô? Câu này sai. Câu này không có sai, con sai nha. Nó nằm trong công thức ở đây nè. Nó nhấn mạnh mức độ chênh lệch nhiều hơn bình thường. Ha, cô lấy ví dụ lương của Huy theo sau khi ra trường là 2.000. Được chưa? Lương của Phúc sau khi ra trường là 6.000. Là lương của Phúc nhiều hơn lương của Huy. Nhưng mà Tùng ra trường, lương của Tùng là 20.000. Đấy, thì lúc này mình nhấn mạnh là lương của Tùng nhiều hơn Huy, mà nhiều hơn cái mức độ chênh lệch. Nhiều hơn nữa. Cho nên lúc này cô thêm từ much hoặc là từ a lot. Được chưa? Còn nếu cô nói là nhiều hơn, ví dụ lương của Đức ra trường được 3K. Đấy, thì Đức cũng nhiều hơn Huy luôn. Nhưng mà Đức nhiều hơn a bit, nhiều hơn có một chút thôi, không có nhiều hơn nhiều lắm đâu. Được chưa nào? Nhiều hơn một chút thôi hay là nhiều hơn rất nhiều? Để trong tiếng Anh mình sẽ dịch, nhớ cấu trúc này, mình sẽ dùng những cái từ này nè, mình bổ nghĩa vào trước cái dạng tính từ so sánh hơn. Rồi không ai hỏi gì là qua câu hỏi ha. Qua phần tiếp theo nè. Hôm nay so sánh cũng hơi nhiều nhé, cô đã lược bớt nội dung cho con rồi đó. Rồi cô có câu này, chọn đáp án cho cô nào. Nhật Phương, câu A hả cô? Cô hỏi mà sao hỏi cô lại? Thế là Phương chọn câu A. Đoàn chọn câu nào? con tròn
Con tròn à, Câu A, tại sao vậy? tại vì quick là tính từ một âm tiết ạ. Đúng rồi, tính từ một âm tiết, một cái từ is là to be nhá. Cô nhớ là to be thì mình sẽ dùng tính từ. Cô có câu số 2, tùng nào? Cô chọn câu nào? Rồi, chọn câu C ạ. À, con chọn câu C, tại sao vậy? Sao không chọn câu A nữa? Ở đây là động từ. À, rồi cô sorry cả lớp nhé, cái chỗ này cô gọi bị sai rồi. Cô chấm bài nhiều quá, cô gọi bị sai rồi, nó thiếu chữ chữ Y. Thế bây giờ con chọn lại là con phải chọn câu A đúng không? Bởi vì nó là ngắn. À, cô chọn câu C đúng không? Tùng chọn câu C đúng không Vâng. nào? À, Vâng. bởi vì sao? Tùng nói lại cho cô nào, bởi vì sao? Mấy con thấy nó quen Là quá. cô từ trạng từ bốn cái cho động từ. Chính xác. À, chưa nha, mình chưa xong cái câu này đâu nha. Thứ nhất là Tùng cho cô một cái công thức, đó chính là mình sẽ có trạng từ gốc ly á, nó sẽ bổ nghĩa cho động từ. Điều này Tùng nói là đúng, cho nên lúc này cô sẽ loại tính từ đi trước nha. Cô loại tính từ trước, và trong này có cái tính từ là câu A thì cô loại câu này trước. Cái thứ hai, tại sao mình lại thêm er mà mình không có thêm more? Đức nào? Đức chọn câu nào Đức? Con chọn câu cuối À, con chọn câu cuối, tại sao vậy? ạ. Vì đây là một trạng từ thì trạng từ nó có quy tắc là không bao giờ thêm đuôi ơ mà chỉ thể là tính từ nó là gọi là giải thêm mo. À, rồi. À, bây giờ mình sẽ xem đáp án nha. Thứ nhất, Tùng có cái công thức là động từ đi với trạng từ là đúng. Nhưng mà lúc này mình lại quên xét thêm một điều là cái từ quickly nó là ngắn hay là dài. À, và Đức nói cho cô đúng nhưng mà nó chỉ đúng có một phần thôi Đức ơi. Tức là trạng từ có ly thì hầu hết các trạng từ mà có ly nó sẽ được tính là dài. Cô nói lại ha. Lúc nãy cô dạy con là tính từ mà nó có đuôi y á, mà có hai âm tiết thì nó là tính từ ngắn. Được chưa nào? Nó là tính từ ngắn. Nhưng nếu như trạng từ nó có hai tiếng mà nó có đuôi ly á, thì lúc này trạng từ này nó là trạng từ dài, bởi vì nó không phải là tính từ nữa, nó thành trạng từ rồi. Được chưa? Cố gắng nhé. Trạng từ dài. À, trạng từ dài. Và lúc này tại sao cô nói câu của Đức là không phải là đúng? Bởi vì có một số trạng từ mà nó có ly nhưng mà nó lại là ngắn. Đây là một số trạng từ đặc biệt thôi. Mình có từ early. Từ early là gì Đức nhỉ? Là sớm Đúng rồi, cái từ này nó không có bình thường như người ta nha, nó sẽ được thêm là early, earlier, và so sánh nhất của nó sẽ là the earliest. Được chưa nào Đức nào? Nó chỉ có cái từ này thôi thì nó là trạng từ ngắn, còn tất cả những trạng từ có đuôi ly thì nó sẽ là trạng từ dài. Thế bây giờ cô hỏi tiếp nhá. Cô hỏi Phúc nào. À, cái từ này là ngắn hay là dài? cả dài cả ngắn luôn ạ. À, thật là ngắn. Thế bây giờ cô nói nhé, cái từ friendly nó không phải là trạng từ, từ friendly nó là tính từ. Vậy lúc này Thân nó là thiện ngắn hay dài? thân Đúng thiện rồi. thân Thế đó là ngắn hay là dài con? Nó không phải là thiện trạng từ nha con nhé, nó là tính từ. Được chưa? Nó là tính từ. Còn mình có một cái từ hay bị bắt mắc bẫy nó, đó chính là từ lovely. Có nghĩa là gì? tình yêu Có yêu thương. nghĩa là đáng yêu. Lovely. Lovely là đáng yêu đó. Và nó cũng là tính từ luôn, cho nên nó là ngắn. Chứ không phải là cô ơi có cái từ ly là nó là trạng từ, là không phải đâu. Nó là trạng từ hay tính từ là do cái ngôn ngữ mình học, người đó quy định. Được chưa? Thế bây giờ cô tóm lại nha. Cô ơi nói nhiều quá, Huy nó rối. Cô tóm lại nha. Thứ nhất, nếu như con có trạng từ mà nó có dạng ly thì nó được xem là trạng từ dài. Được chưa? Trạng từ mà nó có gốc ly thì nó sẽ được xem là trạng từ dài. Được chưa? Vậy thì những trạng từ nào mà nó là trạng từ ngắn vậy cô? Thì trong tất cả những trạng từ mà nó là ngắn thì nó chỉ có duy nhất cái trạng từ mà ly á thì nó được xem là ngắn thôi nhé. Nó được xem là ngắn. À, ngoài ra mình có một số trạng từ, ví dụ như từ fast. Từ fast lúc này nó là trạng từ ngắn nè, nó có đúng một âm tiết thôi. Được chưa?
Nó là chặng từ ngắn. Tức là nó vẫn có chặng từ ngắn, vẫn có chặng từ dài luôn. Chỉ có điều chặng từ ngắn ít gặp lắm cô. Còn trong trường hợp này mình có từ. Từ này cô gọi bị sai, này cô xóa rồi. Quickly nhá, chỗ này là quickly nhá. Cô đã sót rồi, cô không hay nhập lỗi nhá. Rồi, quickly. Chặng từ mà nó có ly thì nó là chặng từ dài. Chỉ duy nhất một cái trường hợp đặc biệt đó chính là từ early thì nó là ngắn thôi. Rồi hôm nay là cô fix được cho đứt cái khúc đó luôn ha, đúng ha. Ok. Rồi, các bạn sẽ ghi chú chỗ đây ha. Ghi chú chỗ đây, sau đó ghi chú luôn chỗ đây. Trường hợp đặc biệt nè, cho ba trái tim. À, đây là chặng từ ngắn. Sau đó các bạn ghi chú thêm cho cô cái từ friendly. À, con sẽ bị bẫy đó. Friendly và lovely nó không phải là chặng từ mà nó chính là tính từ ngắn. Tính từ ngắn. Rồi xong rồi tới lượt cô hỏi Huy nhé. Huy có gì hỏi cô không Huy? Cô sao cô giảng về cái phần ngữ pháp với cô nói từ từ một tí được không cô? À được được được. Có không hiểu chỗ nào không? Chắc 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 là không, bởi vì kiểu mình hai miền khác nhau, cô kiểu nói hơi khó nghe. Là nãy giờ con có không hiểu chỗ nào nữa không? Không ạ. À, hiểu hiểu hết được ạ. Là có cần cô giảng lại không? Không ạ. Rồi, để cô cố gắng cô sửa đổi. Rồi, bây giờ cô hỏi Huy nhé. Được chưa? Cô hỏi Huy nè. Huy runs, lập 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 là đan đoàn. À, câu A. Fastly. Sorry, more fastly. Câu B. Faster. Rồi chọn đi Huy. Con nghĩ là A của Cô nghĩ là A. Thế bây giờ các bạn chọn cho cô nhé. Bạn nào chọn câu A thả hình trái tim lên. Bạn nào chọn câu B thả hình hai ngón tay lên. Thả icon lên. Rồi Nhật Phương chọn câu A. Bạn nào chọn câu A thì thả hình trái tim nha. Bạn nào chọn câu B thì thả hình hai ngón tay lên cho cô. À, Tùng chọn câu B hả? Đức thì sao? Đức chọn câu B, câu A. Thư. Thư lại bị giật nữa rồi. Thư đâu? Màn hình Thư bị giật rồi. Rồi đáp án của cô nhé. Đáp án của cô. Mình không có chữ ly đi sau chữ fast. Đây là một từ đặc biệt. Từ fast nó vừa là một tính từ và nó cũng là một trạng từ luôn. Cho nên ngàn vạn lần không bao giờ được thêm ly vào câu fast. Lúc này nó là trạng từ ngắn. Lúc này cô nói rồi, đây là trạng từ ngắn nè. Và mình sẽ thêm ER vào. Được chưa? À, cái từ fast nó vừa là tính từ mà nó cũng là trạng từ. Rồi đáp án sẽ là câu B nhé. Ok, cô sẽ cố gắng nói chậm lại. Xong chưa nào? Xong chưa? Rồi cô ơi. Rồi, mình còn một cái điều ghi chú lúc nãy của Tùng nói rồi, cô nói lại lần nữa nha. Bị Tùng lúc nãy nói đúng rồi. Nếu như ở đây là một to be thì mình sẽ dùng một tính từ. Còn nếu đây là một động từ thì mình sẽ dùng trạng từ. Các bạn ghi chú nha. Ghi chú cho cô nè. Ghi chú nè. Bạn nào nhớ rồi không ghi cũng được. Mà lần sau cô hỏi mà sai thì cho chế phạt. Chưa? Nếu là be á thì đằng sau sẽ dùng tính từ. Còn nếu là động từ thường thì sẽ dùng trạng từ. Đứng sau động từ luôn là trạng từ ạ. Thật ra không hẳn là đứng sau động từ đâu. Bởi vì trong một số trường hợp, người ta có thể dùng trạng từ nó đứng trước động từ. Tức là trạng từ có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ. Được chưa nào?
Con nói cô, hồi đó con học ở trường cô có nói trạng từ là phải đứng trước động từ. Nó chỉ xảy ra đối với trạng từ chỉ tần suất thôi. Trạng từ chỉ tần suất là những trạng từ nào đây Nhật Phương? Trạng từ tần suất như kiểu là đây từ vừa nãy đây cái từ gì mà regularly Đúng rồi. Những cái từ mà always, sometimes, usually á, nó là trạng từ chỉ tần suất, chỉ về mức độ thường xuyên. Thì lúc này con bắt buộc duy nhất nó phải đứng trước động từ thường. Nhưng đối với những trạng từ khác, ví dụ như là early, quickly, cha, nó không phải là chỉ tần suất. Nó nói về cách thức làm việc, nhanh hay là chậm. Thì lúc này nó đứng trước động từ hoặc đứng sau động từ đều được. Nhiệm vụ của con chính là nó phải động từ thường không hay nó là động từ to be. Rồi qua bài tiếp theo nhé. À, nhìn cho con. Hôm nay học so sánh hơi nhiều luôn cho nên là cái sách mà trong sách mà cô sửa không được là con phải về nhà làm bài hết nha. Hôm sau mà cô lên cô gọi mà con trả lời, con biết đáp án mà con không thể giải thích được là chỉ có một đúng một cách thôi, chép đáp án. Chép đáp án là cô không chấp nhận nha. Còn chép đáp án là con học con mất thời gian của con chép đáp án con không có làm được gì hết. Đi thi ai đâu đưa ra đáp án cho mình chép đâu. Chưa nào? John có 5 triệu đô la, chắc cũng có 5 triệu, hai đứa này đứa nào giàu hơn đây? À, Thư. Như nhau. À, như nhau. Cho nên lúc này cô có công thức là John giàu như là Jack vậy. Đây là so sánh như nhau, cô còn gọi nó là so sánh bằng. Và mình sẽ dùng là SS. Tiếp. Bill có 2 triệu, Jay có 5 triệu, đứa nào giàu hơn đây Huy? Jay Richard than Bill ạ. Đúng rồi, thế là Bill có giàu hơn không? Bill không ạ. À không, cho nên lúc này cô có câu là gì? Bill is not as rich as Jay. Dịch câu này cho cô đây Tùng. Wow, Bill không lo bằng dây ạ. À, Bill không giàu bằng Jay. Đây là so sánh không bằng. Mà khi nó là so sánh không bằng, nhìn cho cô nè. Ở đây nó không có chữ not, cho nên cô chỉ được dùng đúng một từ duy nhất là cặp từ as. Còn ở đây nó có chữ not, cho nên cô cho chữ bằng nè. Là ngoài việc mình dùng not as, mình được quyền dùng từ not so as. Còn ở trên đây nó không có not, nó không có được dùng chữ so nhé. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình có công thức tiếp theo. Nếu như là không bằng thì mình được dùng cả hai. Một, not as. Hai, not so as. Các bạn ghi bài vào so sánh bằng và so sánh không bằng. Rồi ghi hai ý đó cho cô thôi. Chỗ đây và chỗ đây. Rồi, bạn nào xong rồi thì lật sách ra trang số 19 làm cho cô bài 1. Trang 19 phần ngữ pháp so sánh với tính từ và trạng từ. Cô cho 3 phút nha. À, từ đây về sau các bạn không được lên mạng chép đáp án nha. Còn nếu con chép đáp án thì con phải làm được cho cô đúng một điều, giải thích được cho cô điều đó thì đáp án của con là hợp lệ. Con chép mà con không giải thích được là không không cho chép nữa, mất thời gian của mình. Mình chép mà mình không hiểu là không cho chép nữa, về nhà tự làm bài cho cô. Còn khi con đã quyết định con chép đáp án thì con phải giải thích cho cô. Và các bạn gạch dưới từ khóa cho cô nè. Gạch dưới từ khóa nhé. Và chỗ này mình có not as nè.
Yeah, chỗ này mình có từ skyscraper, exam, life, city. Yes. Worse. Encourage kids. Chỗ này kids growing là the skyscraper là gì ở đất nhỉ? Con được cô là nhà cao chọc trời. Đúng rồi. Skyscrapers. Tòa nhà cao chọc trời. Huy xong hết bài chưa Huy? Rồi cô ạ. Nhanh ha. Số 3 nha. Số 3 nè. Phúc câu 1 nè Phúc ơi. It's not as simple as I look, Đúng rồi. as it Câu này là có từ khóa rồi, cho nên là cô không dịch nghĩa á. Con có S đi với S. Ở đây không có chỗ nào đi với S chân á. Có đúng câu đó thôi. Câu số 2. Đoàn nào. looks. That skyscraper is one of the tallest buildings in the world. Tòa nhà. Câu số 3. Quy. Con được cô câu số 3 là e của Tại sao vậy? bởi vì là cái exam này thì nó khó hơn mà tôi tưởng. Đúng rồi. Đúc nè. Con được cô là đối với H ạ. Dịch cho cô tại sao mình chọn cái đó nè. Cuộc sống Câu 4 mà câu 4 là nè. Câu câu 4H đúng 4. không? Đúng rồi. Cuộc sống thì cuộc sao? sống cuộc sống thì ít Tức cuộc sống là thì so sánh giữa cái gì đúc nhờ? Từ pass là cái gì nhỉ? là phần một cái gì đó Phần là part, phần parts. Còn cái này là con nghe bài Let It Go chưa? The past is in the past chưa? Cái gì mà nó đã xảy ra rồi thì ta gọi nó là cái gì ạ? quá khứ. Đúng rồi. Cuộc sống ở trong quá khứ so với cuộc sống ở đâu? Hiện tại Đúng rồi. So với cuộc sống ở hiện tại. Tông nè. ăn gần Tại sao vậy? Sao chọn câu G vậy? đây là so sánh hai thành phố với nhau. Đúng rồi, hai thành phố Mexico và Rome ha. Thư nào. Kids are growing up faster than ever. Câu này có nghĩa là gì á Thư? Lũ trẻ đang lớn lên nhanh hơn bao giờ hết. Đúng rồi. Phương nào? Bảy xe Dịch cho cô câu này. không điều gì có thể tồi tệ hơn là bị mắc kẹt ở nơi tắc đường. Đúng rồi. Cho nên cuối cùng mình có câu số 8. Dịch câu 8 cho cô nào Phúc nào. This fun car will include những cái thẻ vui, những cái thẻ Thẻ từ vui sẽ nhộn đó sẽ sao? có cái từ yêu thương Encourage. Encourage. Bạn nào biết mở mic lên trả lời cho cô nào. bên cái cả Đúng rồi. Khuyến khích. Rồi dịch tiếp đi. Phút nào, phút nào. những cái thẻ vui nội sẽ khuyến khích trẻ em đánh vần tốt hơn. Đúng rồi. Đánh vần tốt hơn. Các bạn nhớ nè. Trong khi mà cô dạy thì cô sẽ bóc kiến thức mới ra cho con học. Mà khi cô đã thay cái từ màu đỏ ra thì con phải viết vào trong vở cho cô nhé. Được chưa? Mình học lớp 9 rồi. Rồi, phần tiếp theo. Encourage.
Và nhớ là về nhà ngày hôm nay trong vở con ghi từ vựng nào thì bắt buộc con phải đọc từ đó cho cô. Con không ghi là không biết đọc, không biết nghĩa là cũng giống như mình không có học cái từ đó rồi. Lần sau mình gặp lại mình cũng sẽ không có nhớ đâu. Mình phải nhào đi nhào lại, nhào tới nhào lui cái từ đó về hơn 10 lần mình mới nhớ nghĩa của nó trong đầu của mình. Bài số 2. Bài số 2. Có từ mới không nè? Population, destination. Palace, include. Peoples, surprise. Rồi, các bạn ghi từ này vào vở cho cô nhé. Population. Bạn nào biết nghĩa thì ghi, không biết nghĩa thì đợi cô. Tourist Palace. Palace. Include. Peoples. Surprise. Phút nào, population. Dân số ạ. Đúng rồi, dân số. We tourist destination. Không biết, Minh Đức. Con cũng chưa biết nghĩa từ này. À, là chỗ này là điểm đến du lịch nhé. Điểm thu hút khách du lịch. À, nó bằng với từ gì hôm trước cô dạy nha. Tourist attraction. Tourist attractions, điểm thu hút khách du lịch. Ví dụ như là Long Bay đó, những nơi mà khách đi tới á. À, điểm thu hút khách du lịch. À, mình có từ destination là điểm đến nhé. Ví dụ cô đi từ Đà Nẵng mà ra Hà Nội thì Hà Nội chính là điểm đến của cô. Cô không thấy hay ghi bài. Cô không biết là Huy ghi như thế nào, rất là nhanh luôn á. Con ghi từ cái lúc cô đang ghi với cô. Nhưng mà cô ghi nghĩa vào. Sao con ghi Con nghĩa trước cô được? Con sớt ghi nghĩa nghĩa hả? trước Ghi nghĩa trước chưa? cô luôn. Rồi rồi, Huy, Palace. Vua sống ở đâu? Con còn thừa hai từ palette với Thì include của ạ. bây giờ cô mới hỏi là vua sống ở đâu? Là ở ở cửa hàng quần áo ạ. Không điện. Cái cô mua quần áo ở cái À, ok, nhà vua sống ở đâu? à, nhà mua, con tưởng cô bảo mua quần áo ở đâu. Ok, rồi lỗi cô, lỗi của cô ha, lỗi cô phát âm sai. Rồi, đoàn nào include? Anh rồi. Là gì con? Là bao gồm mà À, bao gồm peoples, đúng rồi. mọi người à. À không phải, không phải. People mà thêm people là mọi người đúng không? Còn peoples có nghĩa là dân tộc nha. Nước mình có 54 dân tộc này đúng không? Vâng. Hay may quá, cô còn nhớ. Chỗ đó cô học địa lý trong ngọt kép lắm. Surprise. À, ngạc nhiên. Em từ nhé. Right. Ngạc nhiên. Bất ngờ cũng là đúng không cô? Đúng rồi, bất ngờ. Chỉ có điều đó là danh từ nhé. Còn nếu mà mình muốn làm nó tính từ thì mình phải thêm ED vào nhé. À, cái phần ED là mình học ở chương trình lớp 8 rồi. Lớp 8 đúng rồi. Tám cầu. Các bạn học là biết thì trả lời nhanh cho cô, để cô đi bài cho mình nhé.
Tại vì ngữ pháp của con trong sách á, trong sách này nó có một cái điểm đặc biệt ưu việt là cho con bài tập mà không cho con cái ngữ pháp nó rõ, lúc này cô phải ôn ngữ pháp lại cho mình, thành ra nó mất thời gian, cho nên cái phần bài là con phải làm cho cô. Chứ về nhà mà cô đã dạy ngữ pháp cho con rồi, con lên lớp mà con còn chép đáp án trên mạng xuống rồi con không giải thích được, lúc này cô lại đi giải thích cho con nữa, nó mất thời gian đúng không? Rồi các bạn đọc cho cô nè. Population. Population. Tourist destination. Tourist Tourist destination. 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 Tourist attraction. Tourist Tourist attraction. 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 Destination. 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 Palace. 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 Okay. Palace. Include. Include. People's. People. People's. Peoples. Nhớ Peoples. People. là nó S thì nó là dân tộc nhé. Surprise. 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 Rồi bây giờ mình sẽ làm bài. Mình làm bài. Đây là dùng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất. So sánh hơn hoặc là so sánh nhất. Hoàng gạch dưới từ khóa cho cô nè. Tập khóa đầu tiên chính là để cô xóa cái này nè. In the world. In the world là so sánh gì? Tự làm nha. Đan nè. Được chưa? Câu số 3 cô chưa có dạy. Con cứ làm nhé. Câu số 3 cô chưa có dạy. Nhưng lát được sửa cô dạy khúc này luôn. Tại vì nhiều quá. Dạy nhiều con rối. Rồi, cô nhắc nè, khi có chữ dan là con nhớ so sánh một đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai thì sẽ là so sánh hơn. Nếu không có chữ dan thì con sẽ xem nó đang so sánh một với nhiều cái hay không, thì lúc này sẽ dùng so sánh nhất. Được chưa? Bây giờ là 9:21. Làm cho cô. Rồi nó nhảy qua 22 rồi. Làm tới 25 cô sửa bài nhé. Cô lại bị văng rồi. Các bạn học mà không kiểm tra kết nối mạng, con bị mất bài đó. Từ vựng người con nhìn con chép không sao, mà ngữ pháp con hiểu rồi về ai giảng cho con. Cuối giờ học xong cô cho hạn 10 phút chụp bài hôm nay gửi chụp vở gửi vào trong nhóm cho cô, bạn nào sorry gửi riêng cho cô, bạn nào không gửi thì cô sẽ đánh trong cột viết bài là không viết luôn nhá. Còn viết bài là phải gửi sau 10 phút học, sau khi mà mình thoát ra 10 phút là mình phải gửi bài tập thì gửi trước 24 giờ, còn để tới cái giờ gần đi học mới gửi cái bài ngày hôm nay thì tính là không viết bài.
một phút nữa nhé. Phúc công hợp nào. London is one of the Ừ, tại sao con dùng so sánh nhất vậy? Hả? Phúc ơi. one of và đằng sau là in the world. Đúng rồi. Một trong những mà khi nó đã là những thì nó sẽ là nhiều. Trên thế giới là có rất là nhiều thành phố cho nên đây sẽ là so sánh nhất. Câu số 2 nào Huy. Con nước cô câu số 2 là small. Ừ, tại sao? Vì có gian của Đoàn câu 3 nè. con cô câu 3 là the most popular. Tại sao vậy? Tại vì có cụm từ by far Đúng nên rồi, là thích. mình sẽ dùng so sánh đất ạ. Đúng rồi. À, thứ nhất là cái từ tourist destination là điểm thu hút khách du lịch. Ở đây nó đang nói về London. Mà giống như câu đầu tiên nó đang so sánh tất cả các thành phố trên thế giới. Thì nó sẽ là so sánh nhất. À, cái thứ hai nữa mình có từ by far. Giống như Đoàn nói nhá. Lúc nãy cô chưa dạy từ đây. Tại vì nhiều quá con sẽ không nhớ. À, trong so sánh hơn nếu như con dùng chữ much để con nhấn mạnh mức độ nhiều hơn hay ít hơn nhiều. Thì trong so sánh nhất mình sẽ có từ by far. Cho nên ghi dấu cho cô là sau by far sẽ cộng với so sánh nhất để nhấn mạnh nhé. Mục đích của nó là để nhấn mạnh. À. Nhấn mạnh cái mức độ chênh lệch giữa những nơi đó với nhau ấy. Nếu là much thì sẽ là so sánh hơn. Nhưng nếu mà by far thì sẽ là so sánh nhất. Đất câu 4 nè. Con thưa cô, câu 4 là Winder. À, wider. Wider, À, wider. Thì wider. có gian, Đúng rồi. many out of the Chính xác. Đấy, tôi làm như thế này mới gọi là làm nha, đúng không? Biết cái lý do thì lần sau mình gặp lại mình sẽ biết làm. Đi thi không thể nào ra y chang được, nhưng mà kiến thức thì nó sẽ ra lại. Wider. Câu số 5, Tùng nào. năm là rồi đi tìa À, tại sao? con cô là vì Bởi vì trên thế giới này có bao nhiêu thành phố? nhiều thành phố ạ. Đúng rồi, nó có rất nhiều thành phố cho nên chắc chắn nó sẽ là hơn 3 mà cứ sorry hơn 2, tức là từ 3 trở lên thì mình đã so sánh được nhất rồi. À, dirtiest. Thư nào. Clean Câu số 6 mà Thư. cleaner Đúng rồi, dinner. Đúng rồi, có đàn. Phút nào. con logo câu số 7 là better. À, tại sao dùng better nhỉ? Tại Tại vì vì nó có hai cái nhà hàng ở châu Âu đúng không? vâng ạ. Có đúng hai cái thôi đúng không? Không có rất nhiều nhà hàng ạ. Đúng rồi, có rất nhiều. Thế lúc này mình phải dùng so sánh nhất giờ đúng nào. Nên The mình sửa. best. Đúng rồi, the best. The best. Huy nào. Câu số 8 nào. Câu số 8 là the most exciting ạ. Bởi vì Tại sao vậy? in Europe là ở Đúng châu Âu ạ. rồi, đúng rồi. In Europe, ở châu Âu thì có rất nhiều city. Cho nó sẽ là so sánh nhất. Tùng ơi, con vô trễ 20 phút ấy, cho nên là bị mất từ vựng cái phút đầu. Về coi lại recall 20 phút đầu nha Tùng nhé. Hôm nay Thư và Nhật Vâng. Phương mạng bị lag rồi, cho nên là phải mạng bị lag cho nên là phải về xem recall lại nhé. Hôm sau cô sẽ hỏi bất kỳ kiến thức nào trong bài hôm nay mà không trả lời được là xem như là không chú ý nha. Các bạn ghi homework cho cô. À, bởi vì ngữ pháp nó khá là nhiều luôn. Trong sách này nó chỉ ghi đúng một câu là mình phải dùng lại thì đó. Nhưng mà nó không giải thích cho con. Con lại quên, cô ôm thì nó mất thời gian rồi.
Bài tập còn lại trong trong sách thì phải làm cho cô. Nhớ hôm sau là làm dịch nghĩa câu đó cho cô nhé. Rồi bài tập về nhà. Ghi âm. Từ vựng. Hôm nay con ghi được bao nhiêu từ trong vở là phải ghi hết cho cô nhé. Nhớ kèm theo nghĩa tiếng Việt. Con kèm thì cô mới sửa được. Có nhiều từ con đọc sai tùm lum hết mà cô không có nghe ra được cái từ đó. Cho nên con kèm nghĩa tiếng Việt vào. Thì cô sẽ, cô gửi lại, cô cũng kèm nghĩa tiếng Việt cho con. Giống như là cuộc ôn này đó. Kèm nghĩa tiếng Việt gửi Zalo cho cô nhé. Nhớ, nó là bài tập về nhà thì nó phải gửi sớm. Đoạn mà gửi như hôm nay nữa là cô không chấm nha. Là cô sẽ ghi vào trong cái thông báo là cô không làm bài đó. Nha đoạn nhé. Còn lại làm bài tập. Mai con ghi âm luôn cô ạ. Rồi, cảm ơn con. Bài 4, bài 5, bài 6, trang 20, 20. 4, 5, 6, trang 20. Rồi mình có... Hôm nay bị cháy là rất là nhiều rồi. Bài số 3, trang 22. Bài 3, trang 22. Lớp mình là học chậm là do các bạn chép đáp án đó. Cái bài chép đáp án lên là cô hỏi là không biết làm. Cho nên là chạy bài không kịp. Các bạn không có chép đáp án nữa. Cô mà chép là con phải giải thích cho cô cái câu đó như thế nào vậy chưa? Con chép mà con chỉ chép rồi con đọc cho cô làm cho có lệ là không có được đâu á. Bài 2, bài 3, 4, 5, trang 24. 2, 3, 4, 5, trang 24. Được chưa nào? À, cô đi dạy gần 7 năm rồi cho nên việc mà con chép đáp án hay không là cô nhìn cái cách con trả lời là cô biết ngay là con chép đáp án hay con tự làm ấy. Chứ không phải là cô ơi con chép đáp án sao mà cô biết được đâu nha. Lần sau mà cô phát hiện cô chỉ xem cái cách con trả lời thôi là cô biết con chép đáp án hay không đấy. Được chưa nào? 24 giờ trước buổi học. Con muốn thi đỗ thì con phải học chứ. Rồi. Có đam mê. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ nhé. À. Nhớ. Good night, Rồi thank you. anh. Goodbye, teacher. Goodbye, Good teacher. night, Thank teacher. you. Ozasumi sensei. Oh, I don't understand. I don't understand. Tùng về xem record lại nha Tùng nhé. Vâng ạ. Rồi, con tắt nha. Ok, thank you.